A. Are these sentences true or false? A. Những câu sau là đúng hay sai? Các em có thể thấy đáp án như trên màn hình. Chúng ta cùng phân tích từng câu nhé. 1. Vi and Duy are early. Vi và Duy đến sớm. Dựa vào câu nói của mẹ Phong ở đầu bài học, chúng ta có thể thấy rằng Vi và Duy đến nhà Phong từ sớm. Vì vậy, nhận định trên là đúng. 2. Phong is eating. Phong đang ăn. Tương tự, mẹ Phong cũng thông báo là Phong đang ăn sáng. Vì thế, nhận định ở câu 2 là đúng. 3. Duy is Phong's friend. Duy là bạn của Phong. Ở giữa đoạn hội thoại, Vi có giới thiệu Duy là bạn mới của cô ấy. Do đó, Duy là bạn của Vi chứ không phải là bạn của Phong như nhận định đưa ra. Vì thế, đáp án của câu này là sai. 4. Duy lives near Phong. Duy sống gần nhà Phong. Khi làm quen với Phong, Duy đã giới thiệu là mình sống gần nhà Phong. Vì thế, thông tin ở câu đã cho là đúng. 5. Phong is wearing a school uniform. Phong đang mặc đồng phục của trường. Dựa vào câu nói của Phong ở cuối đoạn hội thoại, ta dễ dàng biết rằng Phong vẫn chưa mặc đồng phục, bạn ấy đang chuẩn bị mặc mà thôi. Do đó, câu trên là sai. 2. Find these expressions in the conversation. Check what they mean. Phần B. Tìm các cách diễn đạt này ở trong đoạn hội thoại. Kiểm tra nghĩa của chúng. 1. Oh dear. Cách diễn đạt này nằm trong câu nói của Vi ở đầu hội thoại, thường được sử dụng để diễn tả sự ngạc nhiên. 2. You'll see. Câu này xuất hiện trong câu nói của Phong ở gần cuối hội thoại. 3. Come in. Cụm này nằm trong câu nói của mẹ Phong ở đầu hội thoại. 4. Sure. Diễn đạt này nằm ở cuối đoạn hội thoại trong câu nói của Vi. 5. Work in pairs. Create short role plays with the expressions. Then practice them. Phần C. Làm việc theo cặp. Đóng vai, sử dụng các diễn đạt trên, sau đó thực hành. Example. Cùng xem ví dụ sau. Oh dear, I forgot my calculator. Ôi trời ơi, tớ quên máy tính mất rồi. That's okay, you can borrow mine. Không sao đâu, cậu có thể mượn của tớ. Thank you. Cảm ơn cậu nhé. Sau đây là 3 bài mẫu các em có thể tham khảo thêm. Where are you, Jane? Cậu đang ở đâu thế, Jane? I'm in the kitchen. Can you come here, please? Tớ đang ở trong bếp. Cậu vào đây được không? Sure. Được thôi. Sunny today. Hôm nay trời nắng đẹp. Let's go swimming. It'll be fun. You'll see. Cùng đi bơi nhé. Sẽ vui lắm. Rồi cậu sẽ thấy thôi. Could I meet Mr. Smith? Làm ơn cho tôi gặp ông Smith ạ. Come in, please. Mời vào. 2. Listen and read the following poem. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe và đọc bài thơ sau nhé. Get up, Nam. Dậy đi, Nam. Get up, Nam.
Dậy đi Nam. You're going back to school. Bạn sắp trở lại trường rồi. Your friends are going back to school too. Bạn bè của bạn cũng sẽ trở lại trường. The new school year starts today. Năm học mới bắt đầu vào hôm nay. You've got nice shoes. Bạn có đôi giày đẹp. You've got new pens. Bạn có những cái bút mới. Your friends are on their way. Bạn bè của bạn đang trên đường đến trường. A. Work in pairs. Write a poem about your partner. Use the poem above to help you. B. Now read the poem to your partner. Phần A và B yêu cầu các em làm việc theo cặp. Viết một bài thơ về bạn của mình, sử dụng bài thơ ở trên để tham khảo, rồi đọc bài thơ cho bạn của các em nghe. Sau đây là một bài thơ mẫu, chúng ta cùng nghe nhé. Jane is going back to school today. Jane sẽ trở lại trường vào hôm nay. Her friends are going back to school too. Bạn bè của cô ấy cũng sẽ trở lại trường. Her new school year starts today. Năm học mới của cô ấy bắt đầu vào hôm nay. She's got a nice school bag. Cô ấy có cặp sách đẹp. She's got a new bike. Cô ấy có chiếc xe đạp mới. Her friends are on their way. Bạn bè của cô ấy đang trên đường đến trường. Three. Match the words with the school things. Then listen and repeat. Bài 3 yêu cầu chúng ta nối các từ cho sẵn với dụng cụ học tập, sau đó nghe và nhắc lại. Chúng ta cùng nghe và xem đáp án nhé. A. Bicycle. B. Pencil sharpener. C. Calculator. D. Rubber. E. Compass. F. Notebook. G. Ruler. H. Textbook. I. Pencil case.